những cuộc thảo luận về các tiểu hoa sau 95 luôn thu hút được nhiều sự quan tâm từ các fan Cbiz. Bởi họ đều là những mỹ nhân có cả nhan sắc lẫn tài năng và có được hậu thuẫn vững chắc từ lượng người hâm mộ hùng hậu. Hôm nay hãy cùng Cbiz Film thử xếp hạng các nàng tiểu hoa sau 95 xem họ đang ở vị trí như thế nào nhé. Lưu ý, thứ tự xuất hiện các nàng tiểu hoa trong video được sắp xếp theo năm sinh chứ không phải là thứ hạng. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của Cbiz Film cũng như để lại những bình luận chia sẻ ý kiến bên dưới nhé. Ngô Thư Hân, 1995. Tác phẩm nổi bật: Thiếu chủ đi chậm thôi, Trạm kế tiếp là Hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Thương Lan quyết, Khu rừng nhỏ của hai người, Vân Chí Vũ. Năm 2015, Ngô Thư Hân chính thức bước chân vào showbiz với một vai phụ trong phim Tân Biên Thành Lãng Tử. Đến năm 2018, Ngô Thư Hân bắt đầu đảm nhận một số vai chính trong các bộ phim như Bạn thân mến, Bạn trai vi diệu của tôi, phần 2. Năm 2020, Ngô Thư Hân chiếm được cảm tình của nhiều khán giả nhờ vào vai nữ phụ Thái Mẫn Mẫn trong phim Trạm kế tiếp là Hạnh phúc và vai nữ chính Điền Thất Thất trong web drama Thiếu chủ đi chậm thôi. Ngay sau đó, cô tham gia chương trình Thanh xuân có bạn 2 và tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, lượng người hâm mộ cũng tăng lên đáng kể. Có thể nói, cái tên Ngô Thư Hân chính thức bạo từ giai đoạn này. Với việc Thương Lan quyết trở thành bộ phim bạo của màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm 2022, độ nổi tiếng của nữ chính Ngô Thư Hân nhờ đó cũng tăng lên vô cùng đáng kể. Nữ diễn viên cũng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên trong top tiểu hoa sau 95. Đến tháng 9 năm 2023, tên tuổi của Ngô Thư Hân tiếp tục được hâm nóng với bộ phim cổ trang Vân Chí Vũ. Sắp tới, Ngô Thư Hân sẽ góp mặt trong hai dự án cổ trang là Tiên Kiếm 6 và Vĩnh Dạ Tinh Hà. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Ngô Thư Hân vào nhóm A, có lưu lượng tốt, có tác phẩm nổi bật, diễn xuất tạm ổn. Mạnh Tử Nghĩa, 1995, tác phẩm nổi bật: Võ Thần Triệu Tử Long, Trần Tình Lệnh, Phù Thế Song Kiều Truyện, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng. Ngay còn khi đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhờ vào nhan sắc nổi bật của mình, Mạnh Tử Nghĩa đã được gọi là Hoa Khôi Bắc Ảnh. Đến khi ra trường vào năm 2016, sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa nhận được bước đầu thuận lợi. Vai diễn Thạch Nghiễn trong phim Võ Thần Triệu Tử Long và vai diễn Mục Niệm Từ trong phim Anh Hùng Xạ Điêu năm 2017 chính là những quả ngọt đầu tiên của cô. Năm 2019, nhờ vào vai diễn Ôn Tình một cô gái giỏi y thuật, mạnh mẽ, đầy quyết đoán trong siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh, Mạnh Tử Nghĩa có bước tiến lớn trong sự nghiệp và thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Song, cũng vì vai diễn này mà Mạnh Tử Nghĩa bị vướng vào lùm xùm dùng tiền để sửa kịch bản, mua thêm đất diễn nhằm đưa cô từ nữ phụ thành nữ chính của phim. Sau Trần Tình Lệnh, Mạnh Tử Nghĩa góp mặt trong loạt dự án lớn như Yến Vân Đài, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Mạnh Tử Nghĩa luôn chỉ ghi điểm qua vai phụ trong phim lớn, ngược lại đóng chính thì không nổi bật. Dù rất xinh đẹp, diễn xuất cũng không đến nổi tệ, nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại không quá được lòng của công chúng bởi cô nàng thường xuyên dính phải những ồn ào, tranh cãi trong sự nghiệp của mình. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Mạnh Tử Nghĩa vào nhóm B trừ, có nhan sắc xinh đẹp, có tài nguyên tốt, nhưng diễn xuất bình thường và có nhiều thị phi. Trương Nhược Nam, 1996. Tác phẩm nổi bật: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Hôn Lễ Của Em, Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em, Soi Sáng Cho Em. Trương Nhược Nam chính thức bước chân vào Cbiz từ năm 2017 khi tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, trong phim cô vào vai Cố Sâm Tương, chị em sinh đôi với Cố Sâm Tây. Sau đó, Trương Nhược Nam tiếp tục tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác như Hôn Lễ Của Em, Nửa Hiệp Cơ Trí, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Soi Sáng Cho Em. Cô nàng không chỉ khiến khán giả ấn tượng với nhan sắc thanh tú, mang nét dịu dàng như mối tình đầu, mà khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá tích cực. Với việc đã góp mặt trong nhiều dự án nổi bật, có thể diễn tốt cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh, lại nổi tiếng với những cảnh khóc xúc động lấy nước mắt người xem, Trương Nhược Nam được đánh giá là một trong những ngôi sao có nhan sắc và tài năng diễn xuất tốt nhất của lứa tiểu hoa sau 95. Trương Nhược Nam có hai bộ phim sắp được lên sóng là Anh Cũng Có Ngày Này, đóng cùng Trần Tinh Húc, và Tình Yêu Gặp Được Gia Quyên, đóng cùng La Vân Hy. Nếu cả hai bộ phim đều được phát sóng thuận lợi, thì sẽ giúp Trương Nhược Nam có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Trương Nhược Nam vào nhóm B, có nhan sắc, có diễn xuất, nhưng chưa đủ lưu lượng. Lâm Duẫn, 1996, tác phẩm nổi bật: Mỹ Nhân Ngư, Đấu Phá Thương Khung, Tước Tích, Ốc Sên và Chim Hoàng Oanh, Mộng Hoa Lục. Lâm Duẫn là mỹ nhân được Châu Tinh Trì lăng xê hết mình với phim điện ảnh Đình Đám Mỹ Nhân Ngư, công chiếu năm 2014. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài nóng bỏng nhưng diễn xuất vẫn luôn gây tranh cãi. Bên cạnh đó, sự nghiệp của nàng tinh nữ lang gắn liền với những thị phi tình ái.
Lâm Duẫn từng công khai hẹn hò tài tử hơn 18 tuổi Phùng Thiệu Phong và gây ồn ào khi vô tư ôm hôn bạn trai kém 3 tuổi Tống Uy Long ngay trên phố. Sau đó, Lâm Duẫn còn tiếp tục lọt vào tầm ngắm với chuyện tình cùng trai hư khét tiếng xứ Trung là Vương Đại Lục. Kể từ sau Mỹ Nhân Ngư, Lâm Duẫn chỉ có thêm một vai diễn nổi bật hiếm hoi nữa, đó là vai Tống Dẫn Trương trong phim Mộng Hoa Lục. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Lâm Duẫn vào nhóm C trừ, có nhan sắc, có xuất phát điểm tốt nhưng diễn xuất thất thường, danh tiếng không tốt. Quan Hiểu Đồng, 1997. Tác phẩm nổi bật: Cửu Châu Thiên Không Thành, Phượng Tù Hoàng, 20 Bất Hoặc, Ta Chính Là Cô Nương Như Thế, Từng Là Thiếu Niên. Trong lứa tiểu hoa sau 95, có lẽ Quan Hiểu Đồng là người nổi tiếng sớm nhất, khi chỉ mới hơn 3 tuổi cô nàng đã tham gia đóng phim. Xuất phát điểm là sao nhí lại có diễn xuất ổn, Quan Hiểu Đồng cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem từ những năm 2016 đến 2017. Với loạt tác phẩm tương đối nổi tiếng như Cửu Châu Thiên Không Thành, Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân hay Phượng Tù Hoàng. Tuy nhiên, những năm gần đây Quan Hiểu Đồng chưa có thêm tác phẩm nào ăn khách hay nổi bật. Diễn xuất vốn được đánh giá là ổn nhưng dường như chỉ dậm chân tại chỗ, không có bứt phá. Bên cạnh đó, khả năng chọn kịch bản cũng như khả năng tương tác với bạn diễn chính là những thứ mà cô vẫn còn thiếu. Các phim gần đây của Quan Hiểu Đồng không hẳn là flop nhưng cũng không quá hot, chỉ ở mức bình bình, chưa đủ để cô tiến lên. Tuy vậy, so với các tiểu hoa sau 95 khác, Quan Hiểu Đồng vẫn xứng đáng được xếp ở nhóm đầu bởi bề dày thành tích được chứng minh qua các giải thưởng theo năm tháng của cô. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Quan Hiểu Đồng vào nhóm A trừ, có nhan sắc nổi bật, có quốc dân độ nhưng diễn xuất thất thường, không thể bứt phá. Thẩm Nguyệt, 1997. Tác phẩm nổi bật: Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Của Chúng Ta, Vườn Sao Băng, 2018, Thất Nguyệt Và An Sinh, bản truyền hình, Em Rất Thích Anh, Nửa Hiệp Cơ Trí. Thẩm Nguyệt từng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân mới của showbiz sau khi tham gia hai dự án phim thanh xuân đình đám là Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp và Vườn Sao Băng, 2018. Sở hữu nhan sắc tươi trẻ, thanh thuần rất phù hợp với các bộ phim thanh xuân vườn trường, tuy nhiên, diễn xuất lại là điểm yếu chí mạng của Thẩm Nguyệt. Việc những bộ phim sau đó của Thẩm Nguyệt như Thất Nguyệt Và An Sinh, bản truyền hình, Em Rất Thích Anh liên tiếp thất bại, cộng thêm việc vướng tin đồn yêu đương nhưng không lên tiếng giải thích, càng khiến mức độ quan tâm của công chúng dành cho nữ thần thanh xuân một thời giảm mạnh. Thời gian gần đây, danh tiếng của Thẩm Nguyệt bắt đầu có sự cải thiện, cô đang tham gia vào dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trúc Nghiệp. Ngoài ra, dự án Thất Tiếu do Lâm Nhất và Thẩm Nguyệt cũng vừa được khai máy vào đầu tháng 10. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Thẩm Nguyệt vào nhóm C, có nhan sắc, có xuất phát điểm tốt nhưng diễn xuất thất thường, tâm sự nghiệp không lớn. Điền Hi Vi, 1997. Tác phẩm nổi bật: Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Sủng Vật Thiếu Tướng Quân Của Ta, Vĩnh Biệt Tháng Năm Đằng Đẵng, Khanh Khanh Nhật Thường, Lê Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, bản 2023. Điền Hi Vi ra mắt vào năm 2018, sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt lanh lợi, xinh xắn, dễ thương. Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành mỹ nhân có hình tượng em gái ngọt ngào, cô nàng còn được khán giả đặt biệt danh là búp bê nhờ sự đáng yêu của mình. Năm 2022, cô được chú ý nhiều hơn với vai Lý Vi nhí nhảnh, đáng yêu trong phim Khanh Khanh Nhật Thường, đóng cùng Bạch Kính Đình. Hiện tại, Điền Hi Vi còn hai bộ phim chưa lên sóng là Điền Canh Kỷ và Nửa Thân Quen Nửa Xa Lạ. Ngoài ra, Điền Hi Vi đang quay bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, cô vào vai Lâm An Công Chúa, vợ của nam chính Hứa Thất An, Vương Hạc Đệ. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Điền Hi Vi vào nhóm B, nhan sắc, diễn xuất đều tạm ổn, lưu lượng vẫn còn chưa đủ mạnh. Trương Tuyết Nghênh, 1997. Tác phẩm nổi bật: Tân Thần Điêu Đại Hiệp, 15 năm chờ đợi Chim Di Trú, Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất, Bong Bóng Mùa Hè, Bạch Phát Vương Phi. Bên cạnh Quan Hiểu Đồng, Trương Tuyết Nghênh cũng bén duyên với nghệ thuật rất sớm từ năm 2003. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2019, nữ diễn viên được trao cho nhiều vai diễn tiềm năng, giúp cô thể hiện được khả năng diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, Trương Tuyết Nghênh còn nhận được sự nâng đỡ của Trương Tử Di, giúp sự nghiệp diễn xuất của cô thêm thuận lợi. Trương Tuyết Nghênh sở hữu một gương mặt đẹp, có nét thoáng u buồn, hợp đóng cả truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy vậy, mỹ nữ này chưa thực sự có duyên với khán giả, nhiều năm nay vẫn dậm chân tại chỗ chưa thể tỏa sáng được như kỳ vọng. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Trương Tuyết Nghênh vào nhóm C, có nhan sắc, diễn xuất ổn, nhưng không bật lên được. Trên đây là phần 1 của bảng xếp hạng các tiểu hoa sau 95 do Cbiz Film thực hiện. Bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như thành tích phim ảnh, lượng người hâm mộ, các bảng số liệu. Cùng với đó là đánh giá của giới chuyên môn và khán giả về diễn xuất và nhan sắc của các nàng tiểu hoa sinh sau 1995 tại Cbiz.
Phần 2 của bảng xếp hạng này sẽ tiếp tục đưa ra đánh giá xếp hạng cho các cái tên nổi bật còn lại như Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt, Châu Giã, Trương Tịnh Nghi, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn, Lý Lan Địch, Lưu Dục Hiểu. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ video đầy hấp dẫn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2.